Kính chào quý vị, tôi Ngô Trọng Quân. Ngô Trọng Quân hôm nay tôi xin trình bày giới thiệu sơ lược về viết chữ điểm hoặc là mỹ từ khóa, tiếng Mỹ gọi là calligraphy. Calligraphy đã có từ lâu rồi, 1200 năm từ khi có chữ viết ra đời. Hồi nhỏ tôi đi học, tôi hay viết bằng ngồi viết lá chè như thế này. Hiện tại có mặt viết và với bình mực viết chấm mực và viết trên giấy. Như cái viết đây cũng vậy. Họ viết hoặc là một viết lá tre nhỏ và thanh hơn. Có nhiều loại mà viết khác nhau. Tôi đơn cử rất nhiều. Đây vài loại thôi, tùy theo trường hợp. Những loại viết như thế này, cực nhỏ và thanh. Thứ hai, không phải viết trung bình. Thứ ba, không phải viết rất nhỏ, đọc rất nhỏ, dài. Thứ tư, mà viết không loại này. Và có loại viết chữ cho bự, chữ viết tà, đã viết chữ đầu tà. Như đây, cái kiểu nâng đầu, tôi chưa viết Trung Hoa, cậu chưa câu đối, cũng biết. Như là đầu tà, hoa tà đọc phải nét bực để viết viết mày cho mực ở phía trong này đủ loại mực xanh đỏ tím vàng. Và có thể dùng viết lông, viết lông nhỏ, đầu nhỏ, chấm mực, viết nhỏ. Sau này lớn lên thì người ta dùng viết máy, để viết máy, được, kim hoàn. Rồi sau đó người ta dùng viết bích, nguyên tử viết này rất cực này, hàng ngàn loại viết bích. Và bây giờ người ta không dùng viết, người ta dùng máy tính phải bỏ. Do đó nghề viết chữ điểm coi như mai một, hiện giờ cực kỳ hiếm người trên thế giới có thể viết được. Từ đó tôi muốn lại sống lại những chữ viết đẹp như vậy. Đơn cử trong như chính sách này gọi là calligraphy. Chữ
Rất dữ. Thiệt. Cảm ơn. Thiệt. Văn thiết. Hoặc là thiệt mời. Thiệt với họ. Như đây tôi viết lên trên chữ này. Đây tập viết. Tên tôi Phân Ngọc. Viết lên trên đây rất thiệt. Thực tập mất có viết có mực nhưng phải thực tập nhiều cho bạn tay trở nên khéo rất là công phu. Tôi xin chân mình cảm ơn quý vị.